câu chuyện phát triển đội nhóm trong hiện tại và tương lai. Tôi là Hải Ninh, tôi phát triển đội nhóm thành công bởi tôi là người lãnh đạo có đạo đức. Với văn phòng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, tôi biết tạo ra các mối quan hệ từ ngoài vào và từ dưới lên. Tôi tạo ra lãnh đạo tới lãnh đạo người khác khi tôi xuất sắc trao quyền và biết đánh giá năng lực và giá trị của con người. Đối với tôi, sự hợp tác là vô cùng quan trọng bởi giá trị vô hình từ nó mang lại. Việc học cả đời là phương châm và tư duy mới mà tôi nhận ra để lãnh đạo đội nhóm một cách tốt nhất. Tôi biết để lãnh đạo một đội nhóm thành công không chỉ là những kỹ năng mềm, mà còn cần phải có trực giác, cái đầu nhạy bén để đảm bảo đầu ra đại lý luôn luôn đạt chất lượng. Tôi giúp cho đội nhóm của mình biết tự quản trị giá trị và thích nghi với sự thay đổi của môi trường, sự thay đổi của xã hội và xu thế. Như vậy đội nhóm mới đạt được thành công bền vững. Tôi là người có kiến thức uyên bác, một người chỉ huy tài giỏi giúp cho đội nhóm bởi cả những giá trị chưa khám phá hết của họ, giúp cho họ có cuộc sống đầy đủ hơn, sung túc hơn. Tôi sẽ giúp cho những thành viên trong đội nhóm của tôi là những hình mẫu tổng hợp cho mọi người ngưỡng mộ. Vì tôi nhận ra bản chất thật sự của một người thành công chính là được tự do thể hiện cái tôi thực sự. Do đó, tôi luôn luôn lắng nghe đội nhóm của mình, luôn đặt ra câu hỏi cho mọi người suy nghĩ và khuyến khích các thành viên nhóm đặt câu hỏi ngược lại. Giúp họ sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, biết kết hợp công việc, cuộc sống và tìm kiếm sự đồng thuận từ mọi phía để con đường cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp, thành công và hạnh phúc hơn. Tôi khuyến khích các thành viên trong nhóm trở thành kẻ nổi loạn có đạo đức vì khi đó họ thực sự bứt phá được bản thân để con đường cuộc sống của họ thực sự là chính họ. Để có bàn đạp tốt nhất cho sự thành công đó trong tương lai, tôi cần xác định cho đội nhóm xây dựng vô số phong cách lãnh đạo với mạng lưới toàn cầu, các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả mọi khách hàng đều được kết nối bởi sợi dây thông tin được số hóa, thì sự thành công của đội nhóm chúng tôi chỉ còn là thời gian. Đội nhóm của tôi, các bạn là nhà lãnh đạo tuyệt vời.